Ban biên tập chương trình Thời sự nhanh mến chào quý vị khán giả, mến chúc quý vị có một ngày làm việc thật hiệu quả và cùng chúng tôi cập nhật kịp thời những thông tin nổi bật đến từ Thời sự nhanh. Mời quý vị cùng tiến tới chuyên mục điểm tin chính và cùng theo dõi. Đề nghị truy tố cựu thứ trưởng Cao Minh Quang và vụ biển thủ 3,8 triệu đô la Mỹ. Quý vị thân mến, ngày 13 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã ban hành kết luận điều tra vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bộ Y tế, Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long và các đơn vị liên quan. C03 đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố ông Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, C03 cũng đề nghị truy tố hai nguyên lãnh đạo cấp vụ thuộc Bộ Y tế gồm Dương Huy Liệu và Nguyễn Nam Liên, cùng là cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính. Trước đó, ông Liên đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong vụ công ty Việt Á thổi giá bộ kit xét nghiệm COVID-19. Một số nguyên lãnh đạo công ty dược phẩm Cửu Long cũng bị đề nghị truy tố gồm Lương Văn Hóa, nguyên tổng giám đốc, Nguyễn Văn Thanh Hải, nguyên kế toán trưởng, Nguyễn Thanh Tòng, nguyên phó tổng giám đốc, Ngô Hữu Nghĩa, nguyên giám đốc chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh kiêm giám đốc xuất nhập khẩu. Hành vi của các bị can liên quan đến bê bối trong vụ mua nguyên liệu sản xuất thuốc Tamiflu và thuốc có hoạt chất Oseltamivir phosphate phòng chống dịch cúm AH5N1 vào năm 2006. Kết quả điều tra xác định các bị can đã không kiểm tra, không đánh giá việc thực hiện điều khoản đàm phán giảm giá mua nguyên liệu khi thanh lý hợp đồng đặt hàng sản xuất thuốc Oseltamivir với công ty dược phẩm Cửu Long. Do đó, cơ quan chức năng của Bộ Y tế đã không phát hiện việc công ty này được giảm giá mua nguyên liệu số tiền hơn 3,848 triệu đô la Mỹ để thu hồi về Bộ Y tế, gây thiệt hại tài sản nhà nước, giấu nhẹm hơn 3,8 triệu đô la Mỹ tiền giảm giá nguyên liệu. Theo kết luận, năm 2005, trước yêu cầu phục vụ phòng chống dịch cúm AH5N1, Bộ Y tế đã đặt hàng công ty dược phẩm Cửu Long và các doanh nghiệp sản xuất thuốc Oseltamivir. Giá mua được xác định trên cơ sở giá nguyên liệu đàm phán với nhà cung cấp nước ngoài. Trong trường hợp doanh nghiệp đàm phán được giảm giá nguyên liệu thì cơ quan chức năng sẽ xem xét điều chỉnh giá. Tài liệu cơ quan điều tra thu thập thể hiện, từ năm 2006, công ty dược phẩm Cửu Long đã được nhà cung cấp nước ngoài giảm giá mua nguyên liệu hơn 3,8 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, bị can Hóa đã chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa các báo cáo, tài liệu kinh doanh để che giấu việc này và để ngoài sổ sách số tiền hơn 3,8 triệu đô la Mỹ. Kết luận điều tra nêu, mặc dù đã được giảm giá mua nguyên liệu hơn 3,8 triệu đô la Mỹ, nhưng lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, bị can Hóa đã chỉ đạo Nguyễn Thanh Tòng, Nguyễn Văn Thanh Hải không thông báo cho Bộ Y tế biết mà giữ lại, hạch toán giảm dần trái nguyên tắc kế toán để hưởng lợi tập thể. Các bị can còn hợp thức hóa hồ sơ để báo cáo sai sự thật với Bộ Y tế với mục đích giữ lại hơn 3,8 triệu đô la Mỹ. Hành vi này bị cơ quan điều tra cáo buộc gây thiệt hại tài sản nhà nước. Cũng theo kết luận, mặc dù đến nay bị can Hóa và Nghĩa đều không thừa nhận việc được giảm giá mua nguyên liệu, tuy nhiên căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định nhóm cựu lãnh đạo công ty dược phẩm Cửu Long đã biển thủ hơn 3,8 triệu đô la Mỹ và chi sai quy định. Do đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố nhóm bị can này về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cựu thứ trưởng phớt lờ việc làm rõ số tiền 3,8 triệu đô la Mỹ. Cựu thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang được Bộ Y tế giao làm trưởng ban chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan thuốc Tamiflu, nguyên liệu và thuốc Oseltamivir. Theo chỉ đạo của Thủ tướng, sau khi kiểm tra các vấn đề liên quan, bị can Quang phát hiện công ty dược phẩm Cửu Long còn nợ nhà cung cấp số tiền hơn 3,8 triệu đô la Mỹ, nhưng ông không chỉ đạo tiếp tục kiểm tra làm rõ. Kết luận nêu, sau khi Bộ Tài chính có công văn đề nghị tiếp tục kiểm tra làm rõ, Cao Minh Quang vẫn không chỉ đạo thực hiện kiểm tra để thu hồi lại cho nhà nước số tiền công ty dược phẩm Cửu Long đã được giảm giá mua nguyên liệu, gây thiệt hại tài sản nhà nước. Thời điểm ký báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, ông Quang đã không chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Y tế kiểm tra lại việc thanh toán tiền mua nguyên liệu của công ty dược phẩm Cửu Long để làm rõ số tiền hơn 3,8 triệu đô la Mỹ. Khai tại cơ quan điều tra, ông Quang lý giải việc kiểm tra tài chính là của Thứ trưởng phụ trách tài chính, không thuộc nhiệm vụ bị can được giao. Ông Quang cũng khai vì bận nhiều việc nên không đề xuất hay giao đơn vị chức năng kiểm tra tiếp. Cựu Thứ trưởng thừa nhận có thiếu sót khi không thực hiện kiến nghị của Bộ Y tế nên không biết công ty dược phẩm Cửu Long đã được giảm giá mua nguyên liệu số tiền hơn 3,8 triệu đô la Mỹ và xin tự nguyện khắc phục hậu quả. Cơ quan điều tra đánh giá hành vi của ông Cao Minh Quang đã không thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao, phạm vào tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra, ông Quang thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo nên C03 đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi truy tố xét xử. Để lọt luận án vô bổ, có nên tước học hàm, học vị người hướng dẫn, thành viên hội đồng. Kính thưa quý vị, theo các chuyên gia, để lọt một luận án nghiên cứu không có ý nghĩa, có thể dẫn đến nhiều hệ lụy khôn lường. Vậy làm sao để ngăn chặn? Câu chuyện về những luận án tiến sĩ với đề tài nghiên cứu được đánh giá là dưới tầm, không có ý nghĩa, đang gây nhiều tranh luận và bức xúc trong dư luận, giới trí thức.
Nhiều chuyên gia cho rằng, để lọt những đề tài như vậy, người hướng dẫn, hội đồng thẩm định mà cụ thể ở đây là chủ tịch hội đồng phải chịu trách nhiệm. Trao đổi về vấn đề này với báo chí, Phó Giáo sư Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13 chỉ ra, một khi đề tài đề xuất không đạt mà vẫn được thông qua, thì trách nhiệm thuộc về người tư vấn và đánh giá. Tùy từng cấp độ mà người chịu trách nhiệm khác nhau, tuy nhiên, khi đã xảy ra việc đề tài không đạt yêu cầu mà vẫn duyệt thì trách nhiệm của người duyệt đề tài là rất lớn. Đề cập đến hệ lụy của những luận án tiến sĩ được đánh giá là dập khuôn, phạm vi nhỏ hẹp, không có nhiều ý nghĩa với nghiên cứu khoa học, Phó Giáo sư Bùi Thị An cho rằng, có muôn vàn hệ lụy có thể nảy sinh từ những luận án chưa tương xứng như vậy. Có thể kể đến, đầu tiên là lãng phí. Những đề tài không có ý nghĩa thì khó mà có đóng góp được gì cho xã hội, điều đó là quá lãng phí. Ngoài ra, với một tư duy, trình độ như thế, những tiến sĩ ấy lại mang kiến thức đó có thể là đi giảng dạy, sẽ trực tiếp ảnh hưởng xấu đến chất lượng học tập, nghiên cứu của những đối tượng được họ truyền đạt. Ngoài ra còn nguy hiểm ở chỗ, bản thân những người được công nhận là tiến sĩ qua những luận án như vậy, lấy bằng cấp để thăng quan tiến chức, rồi có khi sau này chính họ lại trở thành thành viên hội đồng tham gia tư vấn, đánh giá và thông qua tiếp các đề tài luận án tương tự. Nếu tiếp tục dung túng cho những nghiên cứu sinh như vậy, sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền, hệ lụy vô cùng lớn đối với xã hội. Trao đổi về hệ lụy của những đề tài luận án tương tự, giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân, nhà giáo nhân dân, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ bổ sung, hệ lụy với chất lượng của nghiên cứu sinh đã quá rõ, còn hệ lụy đối với những người hướng dẫn, những thành viên trong hội đồng phê duyệt, chắc chắn nếu để lọt nhiều đề tài nghiên cứu không có ý nghĩa, không có nhiều hàm lượng khoa học thì sẽ rất dễ bị dư luận xem thường. Người ta có thể nghĩ rằng những người này làm việc thiếu nghiêm túc dẫn đến mất niềm tin. Để không còn những luận án tiến sĩ hụt tầm, theo giáo sư Võ Tòng Xuân, để có những luận án tiến sĩ thực sự chất lượng, cần có một hội đồng tư vấn, đánh giá có trình độ và phẩm chất. Giáo sư tiến sĩ Võ Tòng Xuân đề cập, trước hết, hội đồng tư vấn đánh giá các đề tài luận án tiến sĩ phải là những người hiểu rõ về chuyên môn đề tài đang góp ý, không phải cứ cử thành viên có học hàm học vị nhưng không hiểu về lĩnh vực ấy thì dù tâm huyết cũng không có tác dụng gì. Đặc biệt, thành viên hội đồng cũng phải là những người làm việc có nguyên tắc dựa trên các cơ sở khoa học chứ không thể xuề xòa qua loa. Tôi từng thấy có rất nhiều đề tài nghiên cứu không có ý nghĩa gì mà cũng được duyệt, làm xong chỉ để trong tủ, không thể đưa ra ứng dụng bên ngoài. Bên cạnh đó, nhà giáo nhân dân Võ Tòng Xuân cũng phân tích, nếu tiếp tục thả nổi, tiếp tục để tình trạng tương tự tồn tại, chất lượng giáo dục đào tạo của Việt Nam cuối cùng sẽ không đi được đến đâu. Vô tình tiếp tay cho tình trạng bằng cấp thì làm mang danh là thật, nhưng chất lượng thì lại là giả. Càng để lâu, lĩnh vực nghiên cứu càng không chất lượng. Để siết chặt hoạt động trên và nâng cao chất lượng tiến sĩ, tôi cho rằng phải có những chế tài thực sự nghiêm minh. Nghiên cứu sinh khi lựa chọn đề tài làm luận án, chí ít cũng phải chú trọng đến những nội dung liên quan đến các vấn đề mà đất nước đang cần, đang thiếu, còn những đề tài không phục vụ mục đích gì thì không nên làm. Mà đã làm là phải làm cho nghiêm túc, chỉn chu, học thật, nghiên cứu thật, chứ không phải đi sao chép luận án của người đi trước. Đồng thời, người hướng dẫn và hội đồng đánh giá cũng cần phát huy hết vai trò, không thể dễ dãi thông qua đề tài, để rồi cho ra đời những luận án có cũng như không, những tiến sĩ dởm. Trước đây tôi cũng đã từng bắt gặp những đề tài nực cười, tương tự một số đề tài vừa qua được dư luận, giới khoa học phát hiện, nhưng bản thân là người duyệt đề tài, tôi phải ngăn chặn ngay, không thể để những đề tài như vậy trở thành luận án tiến sĩ được. Có những đề tài, nếu như tôi muốn làm và giữ được danh tiếng, thì có thể sẽ phải dành quá nhiều thời gian để sửa và phải sửa gần như toàn bộ. Chính vì vậy, tôi đã phải trả lại và yêu cầu thực hiện một luận án với đề tài khác. Từ những phân tích trên, vị nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ nhấn mạnh, thậm chí tôi được biết từng có tình trạng do người hướng dẫn và hội đồng thẩm định đề tài cấu kết với nhau nên để lọt những đề tài kém chất lượng. Chính vì vậy, để siết chặt, phải trực tiếp giao trách nhiệm cho người hướng dẫn, cho hội đồng và người trực tiếp phê duyệt để khi phát hiện ra sai phạm, có thể xử lý triệt để. Thậm chí, nếu để những đề tài như vậy xuất hiện nhiều lần, có thể tước học hàm, học vị của người hướng dẫn hay thành viên hội đồng. Chúng ta cần chế tài đối với những người làm ẩu, những người đang khuyến khích học giả. Có như vậy, từ những căn cứ, tài liệu tham khảo đã có, chúng ta mới có được những nghiên cứu, cải tiến, mới đóng góp thêm cho kho tàng khoa học của đất nước, của nhân loại. Đồng tình với quan điểm đó, Phó Giáo sư Bùi Thị An cũng cho rằng, để ngăn chặn những tiêu cực trong việc nghiên cứu luận án tiến sĩ, cần truy trách nhiệm rõ ràng. Người nào phê duyệt thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, nếu vì không có trình độ mà phê duyệt thì cũng cần thay người có đủ năng lực. Nếu có đủ trình độ nhưng lại bị tác động bởi những tiêu cực vì lợi ích cá nhân mà thông qua thì lại càng phải thay đổi. Hội đồng tư vấn đánh giá cũng quan trọng, nhưng người đứng đầu trực tiếp phê duyệt có tính chất quyết định cần phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế khai gì? Kính thưa quý vị, báo cáo Trương Quốc Cường, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế bị truy tố và đưa ra xét xử vì có hành vi thiếu trách nhiệm khi để lô thuốc giả nhãn mác công ty VN Pharma do Nguyễn Minh Hùng làm chủ tịch, kiêm tổng giám đốc tuồn vào Việt Nam. Theo cáo buộc,
Trong thời gian từ năm 2008 đến năm 2014, bị cáo Trương Quốc Cường là Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Xét duyệt Thuốc Bộ Y tế, là người chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế và trước pháp luật về mọi hoạt động của Cục Quản lý Dược. Bị cáo Cường là người chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của nhóm thẩm định nhưng đã không quản lý được kết quả thẩm định và để Nguyễn Thị Thu Thủy, cựu Phó trưởng Phòng Quản lý Giá Thuốc, cựu Quản lý Dược Bộ Y tế có nhiều sai phạm dẫn đến 7 hồ sơ không đủ điều kiện nhưng vẫn được thẩm định đạt, đề nghị cấp số đăng ký. Những sai phạm từ khâu thẩm định là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu quả thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác Health 2000 Canada được nhập khẩu vào Việt Nam tiêu thụ cho người bệnh. Trước tòa, bị cáo Trương Quốc Cường thừa nhận có trách nhiệm về phía cục do bị cáo quản lý, nhưng bị cáo Cường cho rằng không được nghe báo cáo từ cấp dưới. Bị cáo khai, theo quy trình đăng ký thuốc, trước đây quy chế có nội dung phân công nhóm trưởng, báo cáo thủ trưởng, năm 2007 bỏ hết các nội dung này. Chủ tọa phân tích, việc cấp thuốc của doanh nghiệp nước ngoài phải qua cục lãnh sự. Tuy nhiên, thuốc mang nhãn mác Health 2000 của VN Pharma nhập khẩu vào Việt Nam không qua cục lãnh sự. Bị cáo Cường phân bua, có được cấp dưới tham mưu áp dụng công văn cũ, không phải qua cục lãnh sự, nhưng bị cáo không nghe, bảo phải qua cục lãnh sự. Tuy nhiên, thực tế, không có loại giấy tờ này khi thuốc nhập khẩu vào Việt Nam. Thời gian bị cáo làm cục trưởng thì thiếu mỗi giấy tờ này, bị cáo thấy có thiếu sót. Chủ tọa hỏi, bị cáo Cường nhận thiếu sót, chủ tọa cho hay nếu bị cáo không có thiếu sót như vậy thì không có việc thuốc giả nhãn mác Health 2000 vào Việt Nam. Tôi thấy mọi việc xảy ra tôi xin chịu trách nhiệm, tôi không được anh em báo cáo, song tôi xin chịu trách nhiệm người đứng đầu, bị cáo Cường nhận lỗi và đáp. Sự việc xảy ra rất tiếc tôi không được báo cáo, cách đây hơn 10 năm tôi là người chỉ đạo xác minh sự việc, nhưng thông tin phản hồi không rõ ràng, các phòng chức năng không có phòng nào tham mưu.